Xin chào các bạn. Hôm nay hàng Hot xin trân trọng giới thiệu các bạn một thiết bị cảm biến áp suất lốp thế hệ thứ hai. Không cần, rất đơn giản, không cần tháo lốp và cắt van. Đây chính là bộ phận điều khiển, bộ phận thu nhận thông tin của cảm biến áp suất lốp. Chúng được hoạt động nhờ pin năng lượng mặt trời và sẵn có pin ở trong. Như vậy tránh cho bạn việc là phải đi dây hoặc là cắm tàu lòng ngoằng. Ngoài ra thiết bị cũng có một đầu để bạn có thể cắm sạc trong trường hợp những ngày bạn đỗ trong gara nhiều mà không có ánh nắng mặt trời. Với thiết bị cảm biến áp suất lốp như này thì bạn có thể thấy nó hiển thị đồng thời áp suất trên tất cả các lốp và đồng thời cả nhiệt độ kèm theo của các lốp tương ứng. Nó cũng có cái chế độ hiển thị cảnh báo cho bạn bằng hình ảnh nhấp nháy hoặc là bằng âm thanh khi mà nhiệt độ của lốp quá cao hoặc trong trường hợp mà áp suất lốp quá thấp hoặc quá cao. Thiết bị rất nhẹ nhàng, nhỏ gọn, bạn có thể đặt bất cứ đâu trên bàn táp lô. Việc lắp đặt thiết bị thì cực kỳ đơn giản. Bạn chỉ cần lắp các cảm biến vào các đầu van. Thế là xong. Như trường hợp đây là bạn đang sử dụng đồng thời, nó cũng có chế độ tự động sạc. Ngoài ra mỗi cảm biến áp suất lốp sẽ có một chế độ tiết kiệm pin. Đối với mỗi nắp van, khi bạn chuyển động thì nó mới gửi thông tin về bộ phận hiển thị chính ở đây. Còn khi bạn đỗ xe thì tự động các cảm biến sẽ ngắt điện để tiết kiệm pin cho bạn. Mỗi một quả pin sử dụng bạn có thể sử dụng trong vòng 3 năm mới cần phải thay pin. Việc thay pin rất đơn giản, dễ dàng. Đây chính là chiếc áp suất lốp được lắp bên ngoài. Bạn có thể tháo ra. Trước khi lắp đặt thì bạn lắp chiếc đai ốc công này vào. Sau đó bạn lắp cảm biến áp suất vào. Rồi dùng một chiếc chìa vặn đặc biệt này, chỉ có chìa vặn này thì mới có khả năng tháo lắp được chiếc ốc này, để đảm bảo trong trường hợp bạn không bị tháo mất trộm trong trường hợp bạn đỗ xe ở ngoài. Với phiên bản thứ hai này thì áp suất rất là nhỏ, kích thước nhỏ hơn phiên bản trước rất là nhiều, đồng thời nắp vỏ bằng vỏ nhựa, tránh trường hợp là có thể bị vỡ nắp nhựa trong trường hợp mà bạn va chạm. Vâng, xin cảm ơn các bạn. Trong trường hợp này thì việc tháo lắp ra rất đơn giản, nhưng nếu bạn chặt thì việc đó tháo lắp ra rất khó khăn và chỉ dùng chìa vặn thì mới có khả năng tháo được cảm biến ra. Ngoài ra khi cảm biến phát hiện là áp suất lốp quá thấp thì ngay lập tức trên bảng điều khiển sẽ hiển thị cảnh báo cho bạn biết là tình trạng áp suất hiện tại như thế nào. Đây, như bạn thấy, thiết bị đã cảnh báo bằng hình ảnh và cả bằng âm thanh cho các bạn biết là khi áp suất của bạn đã quá thấp. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.